Khi một năm cũ kết thúc, cũng là lúc mà chúng ta có thêm một tuổi và bản thân cũng trưởng thành hơn. Đó cũng là lúc mà chúng ta có thêm nhiều bài học hơn trong cuộc sống. Tết thường được gắn liền cùng với những hình ảnh rộn ràng vui tươi và cả những bữa cơm ấm cúng đoàn viên, những chùm pháo hoa và những chợ Tết, hoa ngập tràn, đâu đâu cũng là hoa khoe sắc xuân, báo hiệu cho một năm mới thật là rực rỡ. Và bạn trong một năm qua như thế nào? Tất nhiên sẽ ai cũng vậy, người giàu hay người nghèo, già hay trẻ thì vẫn có những nỗi vui, nỗi buồn, có những nỗi nhớ mong, có những cái mong chờ. Mình mong chờ rất nhiều thứ, mình muốn làm rất nhiều thứ, nhưng mình cũng nuối tiếc khoảng thời gian trước kia, khoảng thời gian khi còn nhỏ, khi còn trẻ, khoảng thời gian khi chưa vướng bận gia đình, khoảng thời gian lúc còn có nội. Khi nội mất rồi, tiếc là cái lúc mà nhớ về những người mà mình yêu thương, nhưng vĩnh viễn không còn nữa. Tuy cuộc sống có những nỗi buồn phiền, nhưng sắc xuân tràn ngập khắp muôn nơi, gieo trong ta những niềm tin và hy vọng. Đây là công viên Ba Tơ và mình thấy rất là nhiều hoa đua của nhau khoe sắc. Tuy nhiên thì mình vẫn thấy năm nay có vẻ ít hoa hơn những năm trước. Có lẽ là chắc mọi người phía bên trang trí chưa trang trí xong. Nhưng mà nhìn thấy cái này thấy có mùa xuân, thấy có sự không khí tươi vui. Và là nơi các con có thể đi hoa ngắm hoa như thế này, vui thật cả nhà.